ứng cử viên đối lập chỉ trích Thủ tướng Netanyahu tin từ Tel Aviv. Ứng cử viên Thủ tướng đối lập Shaul Mofaz bắt đầu cuộc vận động tranh cử chức vụ Thủ tướng sắp tới. Ông Mofaz nói rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đảng cánh tả đã bị ám ảnh và tự cho rằng bản thân là một vị cứu tinh và tin rằng sẽ tấn công quân sự tới Iran để giải quyết vấn đề an ninh trong khu vực. Ông Mofaz đang cầm đầu đảng chính trị Kadima và đã từ chối trở thành liên danh bầu cử với Thủ tướng Netanyahu vì đã có nhiều bất đồng chính kiến trên hồ sơ nguyên tử quốc gia Hồi giáo Iran. Ông Mofaz nói thêm, không một ai có thể biết và hiểu được Thủ tướng Netanyahu đang đi trên con đường chọn lựa chính trị nào và đường hướng giải quyết hồ sơ Iran và Palestine đã không rõ ràng. Ông Mofaz đã từng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Do Thái và là ứng cử viên đối lập được nhiều cử tri Do Thái ủng hộ. Nhiều chuyên gia phân tích bầu cử tại Do Thái tiên đoán là có thể ứng cử viên Mofaz sẽ tạo nhiều điều bất ngờ và có khả năng đánh bại Thủ tướng Netanyahu trong mùa bầu cử vào tháng 1 sắp tới đây. Tại trụ sở trung tâm sinh hoạt của đảng Kadima tại Tel Aviv, ông Mofaz đã đích danh chỉ trích Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Ngoại giao Lieberman liên thủ sẽ đặt quốc gia Do Thái vào tình trạng nguy hiểm trong tương lai. Ứng cử viên Mofaz kêu gọi dân chúng đừng để cho Thủ tướng Netanyahu và Lieberman muốn làm gì thì làm trong sự hoang đường và mơ tưởng. Hãy dùng lá phiếu của mình để chọn lựa một vị thủ tướng khác xứng đáng hơn. Các chỉ số dân chúng cử tri đều nghiêng hẳn và ủng hộ Thủ tướng Netanyahu và hầu như là chắc chắn ông Netanyahu sẽ quay trở lại quyền hành thủ tướng trong nhiệm kỳ tới. Hoa Kỳ vẫn chủ trương dùng đường lối ngoại giao để thương thuyết với Iran, nhưng tiến hành quân sự vẫn được bàn thảo trong các hội nghị